Hôm nay mình lại bắt đầu một hành trình mới tại vùng đất Kiên Giang. Một hành trình dài hơn 100 km này, mình sẽ đưa một nhân vật thất lạc hơn 40 năm tìm về quê nội của mình sau một thời gian dài tìm kiếm trong vô vọng. Đó là chị Nhịn. 40 năm là quá dài để mọi thứ có thể thay đổi, quá dài cho sự xa cách. Ngày hôm nay chị về quê xưa, nơi mà chị đã từng sinh sống từ thời còn bé, nó đã chỉ còn là ký ức. Vì hiện nay, những người thân thương nhất, những người mà từng bế bồng của chị khi còn bé đã không còn nữa, đã mãi mãi ra đi. Thôi, nhưng dù sao á thì cũng chúc mừng chị đã có thể tìm lại được quê nội của mình sau ngần ấy năm xa cách. Ít ra thì chị cũng biết được rằng ngày giỗ của ba, ngày giỗ của anh để mà tìm về. Vì người ta thường nói một câu á thì lá rụng thì về cội. Thứ phim này á nó không lấy đi quá nhiều nước mắt như là câu chuyện của ông Tư, một ông cụ nhặt ve chai, nhưng nó đã cho Bùi Hồ cảm nhận sâu sắc rằng về tình máu mủ ruột gà. Cũng qua thứ phim này, xin cảm ơn cô chú anh chị đã chia sẻ những đoạn clip trước để chị Nhịn có thể kết nối được với người thân thương nhất của mình. Còn bây giờ, mời cô bác của anh chị xem về cuộc hành trình này nha. Em đi, mấy em đi là mất luôn, đâu có biết đâu. Rồi thấy sao này, lo làm ăn mà. Ai cũng vậy, vì miếng cơm, cái đi làm ăn xa. Rồi có bà Tư đó, có dì Tư bắt em xuống lần. Mà tôi cũng có nhà. Ngồi đi. Nó có đi tìm mà đâu biết đâu tìm. Anh ba cũng đi tìm. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang trên đường đi xuống huyện Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp. Ngày mai đây thì Bùi Hồ sẽ có một cái chuyến đưa chị Nhịn, một người chị mà đã thất lạc với lại những người anh của mình, cũng như là người ba của mình cách đây hơn 40 năm. Cũng có duyên lành là được một anh ở Canada, anh nói rằng là anh biết rất gần về gia đình bên nội của chị Nhịn. Hôm nay thì Bùi Hồ sẽ chạy xuống dưới để mà nghỉ trước một đêm. Và khuya ngày mai, chắc khoảng 4 đến 5 giờ sáng á, thì Bùi Hồ sẽ tranh thủ đưa chị trở về lại gặp những người thân thương nhất của mình. Và cái cuộc hành trình đó sẽ rất là dài. Và Bùi Hồ sẽ chia sẻ cái đoạn clip này cho bà con, cô bác, quý chị cũng như là tất cả các bạn được biết thêm về cái cuộc hội ngộ này ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu một cái hành trình mới ngay tại vùng đất Kiên Giang. Được một cái đoạn đường gần 100 km, chị cũng đã gần đến cái nơi của mình cần đến rồi. Sáng nay thì thông tin với cô bác của anh chị Nhịn cũng khá là vất vả khi mà phải không có quen xe đó, thì phải nhiều lần phải bị nôn ra đó, cảm giác giờ mệt quá ha chị hả? Mệt, khó chịu. Khó chịu mà bây giờ đến đây rồi, bây giờ cảm giác sao rồi? Vui mừng và gần tới quê nội rồi, rất là mừng. Dạ, chị nói là từ trước nay là bao nhiêu năm mà chị mới đi lại xuống đây? 44 năm rồi đó em, tại vì chị đi về quê ngoại thì 7 tuổi mà bây giờ chị 51 rồi. Chị tính ra là 44 năm rồi. Ở video clip trước chị có nói với em là chị đi đến đám của ông Nguyễn Trung Trực. Thì lúc đó chị có đi tìm không? Có, lúc đó chị đi đám Nguyễn Trung Trực là cũng nhớ của mình mười mấy năm rồi. Chị có đi tìm mà đi tìm không được. Tại vì tới Gạch Giá, tới Dịch Sỏi thì có đi tới Dịch Sỏi mà hỏi thăm người ta, người ta nói người ta không biết. Mà tại vì lúc đó thì chị nhớ mãi mãi là cái đường đi xuống Minh Lương thì cũng mà đi xuống cái đường Minh Lương mà không biết cái đường nào xuống Minh Lương, tại vì lúc đó đi xe nhà đi với mấy đứa bạn đó, rồi rủ với nhau đi rồi cuối cùng rồi cũng trở lại hỏi thăm thì người ta không biết. Dạ. Rồi thấy 3 giờ rồi không trở lại, sợ về nhà không kịp tối chị trở nhìn, lại. Dạ, chị Nhịn phải còn nuôi mẹ già ở nhà nên là nữ là phải việc gì cũng phải tranh thủ đi ha. Tranh thủ đi về chứ. Dạ. Cũng không có thời gian, nó cũng không có kéo dài được. Dạ. Rồi thì tranh thủ chị em mình đi cháu lại đó. Cháu ruột hả con? Mấy đứa này là cháu ruột. Ờ.
Chị biết ai không? Dạ không. Ủa dạ nữa hả? Chị nhịn hả? Dạ. Hôm nay ẩm chị đi, chị còn nhỏ lắm. À, kêu bằng gì? Chứ kêu bằng em, chứ kêu bằng gì giờ? Con của ông thứ ba. Còn chị là con của bác hai tôi. Hồi lúc bác hai mất rồi, bác hai cái ẩm chị đi, chị còn nhỏ dữ lắm luôn á. Rồi sao về đây có ở tới 7 tuổi mới về ngoại? Rồi cái bác hai mất rồi, bây giờ chị ở với bà dì của chị. Dạ. Mốt rồi thôi, giờ vô nhà đi. Nhà anh Tư ở đâu không biết. Đây là 40 đứa cháu nó dắt đi. Bốn mấy năm mày, bốn mấy năm em, nhưng mà tôi năm nay 66 tuổi rồi. Dạ hả? Ờ, tôi ông già tôi thứ ba, còn thì... ông già chị thì thứ con hai. Con ba Đình. Con ba Đình là con của cháu anh ba chị. Hả? Cháu ruột của chị đó. Con là con của Út nè. Ừ. Trời lâu rồi. Mấy chục năm rồi, bây giờ người nào cũng lớn đi. Hết rồi. Thành nữ là bác rồi ẩm chị đi, chị còn nhỏ xíu rồi. Bác nó mất rồi, bác gái ẩm đi. Đi về trên đâu? Long Xuyên. Cái đầu chị nè, còn máu không bơ không? Dạ. Không biết có máu không? Ừ, ông rồi đi kiếm hoài đó, rồi kiếm biết đường đâu mà kiếm. Ông đi đâu lạc ở trên chợ mới cho nó. Lắp giò, lắp giò đi vô mà. Thôi bây giờ đi vô trong đi. Đi vô nhà. Dạ. Ôi trời ơi. Cháu giờ cũng không biết đường luôn. Tôi với chị là cũng bắt được. Dạ. Gây nhà gì đâu. Thì chị là ai còn chị lại là nó tới em biết dễ con. Chị hả là cho hay là gì lo hay vậy? Dạ. Em nãy là chạy đâu vậy? Chạy con thang trên kia hả? Dạ. Đây nè. Em đậu ngoài đầu đường. Bây giờ mình còn cô Bảy hả? Cô Bảy còn nhưng mà yếu lắm rồi. Dạ hả? Cô Bảy ở xa không? Ở cầu quay để rảnh rồi mấy đứa này. Thằng này là chạy sang đo mà để nó chở chị đi thăm cô Bảy. Thôi bây giờ chị vô nhà đi, vô trong mấy cậu đi. Dạ dạ dạ. Chào con. Rồi chúc mừng cô. Dạ. Rồi gì trả lại nhà của anh Tư đây. Rồi. Dạ. Hôm nay là gặp được người thân rồi. Cũng bên nội rồi, bây giờ cũng biết dòng họ nhau. Biết dòng họ, dòng anh này, giờ con của... Cậu mấy? Cái này con của anh ba hả? Anh ba. Bà chị bữa điện thoại nói chuyện với chị Tư, rồi chị Tư bà nói em mất hết trơn rồi. Trời ơi, thôi. Còn mấy người, những người mà chị nhắc thì còn mấy người? Chị nhắc bây giờ bốn người. Bây giờ còn có hai bà. Đây nè, anh đây nè. Nó hư sen rồi, chạy đi tới người kia đó. Dạ. Gái. Đây đi vô nhà. Vô nhà có ba chú đi coi. Ngày xưa là nói cậu Út là chị ở nhà của Út là nhà nào? Út, anh Út. Anh Út chưa? Đây nhà thay gạo nè. Vậy này nhà anh ba hả? Dạ. Ba ơi. Bao. Ngồi đi mấy anh. Dạ, có người thân dòng họ không rồi, gặp được là mừng lắm rồi. Lớn tuổi lắm rồi. Dạ. Cái chỗ nhà này. Chị biết em không? Cô Út nhịn đó bác ba. Cỡ này. Ngồi đi chị nhịn. Ngồi. Chị đây hả? Đi. Nó có đi tìm mà nó biết đâu tìm. Anh ba nó đi tìm. Nó đi ở trên lắp giò mà biết đâu tìm. Bởi vì mấy anh mấy chị không tìm em nhỏ em đâu có biết đâu mà đi biết tìm. Có tìm chứ. Rồi sợ bà Tư bà giận á. Rồi bà không muốn cho. Không cho nhìn, không cho thấy. Đâu có đâu, má bà cũng trông là mấy anh lên, mấy anh nhìn mà không thấy thì sao nghe nói lại là có đi tìm mà tuốt ở trên chợ mới chợ anh á. Lắp giò đi vô khoảng 3 cây số à. Mà mấy anh đi rồi lúc trước đó, lâu quá rồi mấy anh không có nhớ đường. Dành ra đi lạc lên chợ. Bây giờ tìm được rồi mấy anh mất hết trơn. Không còn ai chứ. Không mất hết trơn được. Giờ còn có chị với chị hồi lại đó, giờ không lâu nha con. Con chỉ mình chị với chị Tư. Bây giờ nhà còn mấy đứa mình cháu. Mình về hoài có mạnh đã bụng bệnh mấy năm nay. Đi không có nổi luôn. Rồi chở cho mấy đứa
Tư đồ khỏe không? Má thì má em giờ mới nằm chỗ của 4-5 năm mà chơi. Em cũng giác giả lắm. Em muốn đi tìm, đi hoài không biết sao mà đi. Thì mấy đợt rồi đi không có thì thôi, biết sao giờ đi đi hoài. Cái lúc đó thì nó nghèo khổ nữa. Mỗi lần đi thì phải đi lo chạy tiền bạc mới đi được. Nó ngay đi. Nói chung thì lúc trước ai cũng khó khăn hết trơn. Chứ chút nó đụng nó đi tìm em về. Cho mà biết dòng biết họ cha mẹ ông bà. Yeah. Mà đi mấy lần đi không được đâu, đi có thấy đâu mà biết mà tìm. Rồi ngại qua đi. Người ai cũng lo đi mần ăn hết trơn. Đâu có đi tìm được nữa. Vì anh ba sao, anh đau sao anh mất chị? Ông bị khối u ở tử á. Thì đâu có hay đâu, lúc đó bệnh đó mười mấy năm lận. Cái lên trên chùa Cần Thơ ở chảnh á. Chị bệnh nó chảnh, anh ở nhà nè. Anh nhà mà không biết anh phát bệnh hồi nào thì chị không có hay. Để chừng chị về được á thì khối u ổng bằng bị lớn đây rồi, bác sĩ nói muốn bể rồi. Rồi mới đi mổ. Mổ được có từng lễ là ổng mất luôn. Ba anh mất năm nay mấy năm rồi chị? 18 năm rồi. Vậy thế hả? Năm anh mất anh nhiêu tuổi? 53 tuổi. Thế anh ai cũng còn nhỏ nhỏ không à? Mất trẻ trẻ không, ba hồi đó là... ba cũng mất có 49 tuổi nhiêu. Ba lúc ba mất 49 hả? Anh hai cũng mất 49 tuổi hả? Có chú Út á. Chú Út thì mất 48 tuổi. Còn chú Tư thì ông mất 59 tuổi. Mất bỏ hết rồi, không còn ai nữa thôi, có thân tộc gì đây nữa. Bây giờ mấy anh mất hết trơn, bây giờ còn chị, hai chị rồi mấy cháu nữa nè. Thì em cũng muốn đi tìm lâu rồi, lúc đó cũng mười mấy, 20 năm nay à. Em có đi lễ Nguyễn Văn Trực, em có đi tìm. Nhưng mà đi thì không biết đường đi tìm, đi vòng vòng hồi hỏi thăm không ai biết trơn á. Thì trở quay trở về, không có gì đâu. Ta đâu có biết. Bữa thằng Thủy nó lên, nó coi trên mạng, trên gì, nó thấy, nó qua đây cho hay nè. Nhờ cái mấy hai em này nè, đưa lên YouTube đang tìm. Chứ giờ em đi tìm mà nói chung là đi mà hỏi thăm thì chắc cũng khó tìm lắm. Nhờ hai em này tìm. Chứ nếu không có mà kênh YouTube này, chị em mình cũng biết chừng nào mới gặp lại nữa. Biết chừng nào đâu, chị không biết chừng nào mất, chừng nào còn đâu. Bây giờ chị bệnh sao mà cũng ốm quá, không có mập mạp gì trơn hả? Mất hết cả chục ngoài mấy thịt rồi, nặng chỗ ăn đâu có được đâu, lóc chỗ đó, ngồi được đâu. Vậy chị đi khám bệnh này, bác sĩ chẳng đón bệnh nhân rồi đi chụp hình, siêu âm, ti ti gì, lung chơi. Cô ba là năm nay bao nhiêu rồi? 70. Lúc mà cô ba biết chị nhịn là lúc đó là cô bao nhiêu? Năm đó rồi, 13 mấy tuổi gì? Dạ, 4 mấy năm rồi. 47 năm. Lúc đó chị nhịn mới có 7 tuổi hả? Lúc ở đây là 7 tuổi thì chị mới đi về ngoại đó. 4 tuổi tới 3, 7 tuổi. Còn ba. Mà mẹ chị sanh thì sanh ở đây tới... Sanh ở đây tới 3 tuổi. Còn sống. Rồi tới ông già mất đi á, mấy mẹ mới ẩm em đi. Mấy em đi rồi mất luôn, đâu có biết đâu. Rồi thấy sao ông này lo làm ăn mà. Ai cũng vậy vì miếng cơm. Cái đi làm ăn xa. Rồi có bà Tư đó, có gì Tư bắt em xuống lần. Mà tôi cũng có nhà. Cái sao về á, hỏi nhịn đâu rồi, nói bà Tư bắt em đi nữa rồi. Là mấy năm sau lại, mấy ông này mới đi tìm. Tìm đi kiếm em về. Cho giờ biết ngồi dòng họ thân tộc. Mà tìm biết đâu mà tìm, đi mấy đợt không được. Rồi nghe tin em của mình vậy bà ba vui dữ không? Cũng mừng chứ, nghe cô đó cho hay. Cô nói cũng như chị nhịn á. Chị muốn tìm chị đồ, chị có chấp nhận không? Tôi nói cho mà không chấp nhận, dù gì cũng buộc thật. À, mình chị dâu thiệt, mà còn dòng máu của ảnh chi. Nói không sao đâu, nói nó đi. Chừng nào có xuống thì lại đây cũng được. Tôi đâu có đòi hỏi gì tôi đâu, tôi có cơm, tôi cho ăn cơm.
có cá thì cho ăn cá, không có nữa là tính sao. Nói vậy, cô nói, chị nhịn, chị nói, chị sợ dưới này không ai nhịn. Tính nói không, riêng tôi thì nhịn thì phải nhịn rồi. Tại vì ông già mất hồi em còn nhỏ xíu à. Cô nói thôi vậy, chị nói vậy thì em hay vậy để về em liên lạc với chị được á. Anh cho chị hay chị xuống. Ừ, cô nói giùm đi chứ tôi thì không có xài điện thoại. Tôi không có biết cái điện thoại xài ra. Cái người ta quẹt quẹt gì đó. Không biết. Mấy chục năm rồi, lúc mà còn biết nhau thì còn rất là nhỏ. Mà sau này thì mỗi người công việc thì bây giờ lại tuổi xế chiều hết à. Xế chiều mà. Dạ. Mà những người mà chị gọi là cô nhìn nhắc ở trong cái clip trước á thì bây giờ cũng đã mất rồi. Cô mất, các cậu các anh cũng đã mất nhiều hơn. Ông hai rồi ông xã thì thứ ba, tư, anh Út. Rồi ông bên kia thì thứ tư, bốn, ba. Bốn người mất hết luôn hả? Mất hết trơn luôn. Trời ơi. Nếu như mà không có nhìn ra được thì chứ không biết là xuống đây không còn anh nào. Ông nào cũng mất mười mấy năm hết trơn rồi. Bởi vì giờ tôi ở đây nó ngay sống bên chồng thiệt, đất cát á, bên chồng. Tôi sống cũng như cô thân thôi. Chồng mất rồi, cha chồng cũng mất luôn, mẹ chồng cũng mất luôn. Rồi anh em bên chồng mất hết trơn rồi. Giờ tôi cũng như là sống cô lập đó. Cái gì? Bây giờ nói cũng còn dòng họ vậy. Chị còn cháu rồi, chị còn con, còn cháu. Gặp nhau để mà biết dòng họ rồi biết ngày giỗ của cha mình. Ê, ông thì mất chung chung cất sao đất nhà làm sao mất ngày nào mất cô? Ngày 14 tháng 9 tại vì cô nhịn thì cũng muốn về đây để mà gặp biết chỗ dòng họ bên nội rồi biết ngày mất của ba mình có thể đi xuống có thể đám giỗ được để sắp xếp công việc đi xuống đám tiệc nữa. Mất bữa 14 tháng 9. Ngày có ngày hôm nay á thì ngoài cái việc mà cô nhịn biết á thì ở gần đây nè có một cái anh tên là anh Út Anh, ông biết là Ngọc Anh. Dạ, Ngọc Anh đi. Út Anh hiện nay đang sống ở Canada. Út Anh đó là con của mẹ. Dạ, đang sống ở Canada. Cho em hay là biết hết tất cả dòng họ của cô ba hay không đó, có nghĩa là nó nói là bây giờ em cứ đi xuống đây thì mọi người sẽ biết hết. Thân dữ lắm luôn. Dạ. Út Anh sát. Dạ. Nó sát ở đây nè. Dạ. Ừ, nó cũng thương tôi lắm. Mà lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi nó đi tới giờ là tại vì tôi bệnh hoạn đâu có nhà. Thành ra tới em nó về kiếm mình thiệt mà không có. Nó kiếm không gặp thiệt. Rồi tới sau này nó về đây mấy đứa nó Út em có lợi. Út Anh nó lợi kiếm bà ba. Nó chờ tao có được ở nhà đâu mà kiếm cũng như công luôn. Rồi tới nó đi về mấy lần nữa mà cũng đâu có gặp nó đâu. Nó gặp nó cũng mừng dữ lắm luôn rồi. Hồi nó còn trai nè, nó ở dính nó ở đây nè, thường xuyên luôn. Nó vậy. Rồi nó nói chị ba ở nhà thì em về em có gặp chị á, em lì xì cho chị. Còn nếu không có thì thôi biết sao giờ. Nói ừ nói vậy cũng cảm ơn đi, giờ có không có mình cũng cảm ơn ta. Nha, cái tình nghĩa hồi xưa tới bây giờ. Bà ba nhìn chị nhịn có thấy cái nét nào giống hồi xưa lúc còn 7 tuổi không bà? Bị mập ra rồi, hồi đó còn trẻ thì trắng tươi à, đẹp gái lắm. Giờ bây giờ về làm quá đen này chưa? Em làm dữ lắm. Nếu không làm thì cuộc sống cũng không được như thì ngày nay. Ở đâu cũng vậy em ơi. Dạ. Ở đâu cũng phải làm, phải ăn hết trơn. Mình không làm mấy gì ăn. Dạ. Nói như chị nè đó, bài cái bác bao nhiêu đó đó cũng dẫn bác đặng kiếm tiền mua nước mắm, nước muối ăn. Cái gì? Mấy đứa nhỏ đâu cho mẹ ơi, mẹ bệnh hoài bác. Rồi bây giờ chị ở với ai? Nguyệt. Là con gái hả? Gái, cộng cái út. Hả? Rồi rồi là cái hậu này là thứ mấy? Thứ ba hả? Năm nay nhiêu tuổi rồi? 49 tuổi rồi. 49 vậy là lúc đó cô ở đây là có tới lui rồi đó mà. Có tới lui mà có ở đây rồi.
cô đi thì mới có một kẹt thà. Thứ hai đó, năm hai đó. Ủa lúc em, lúc em đi là chị không có đây, chị đi làm hả? Đi đi ở trên Chị Tôm á, đâu có nhà đâu. Vậy hả? Ừ, vô mình chạm U Minh cho chọc á. Alo. Vì mặc dầu cái tình cái nghĩa nó có, cái vật chất thì mình không có thiệt, chứ cái tình cái nghĩa cũng còn. Vì dòng máu và cũng còn cái nấm máu không, nấm ruột mà. Đó, nói như vậy. Ở mấy anh đó mà còn á, cấp cũng mừng lắm. Cũng đi tìm mấy đợt rồi mà tìm đâu có gặp đâu. Mấy chú nó đồ đi tìm nó đâu có gặp. Sao nó chắc bà Tư phải giận quá không cho gặp đâu. Bà mà có đâu, tại vì đi má cũng, má em cũng trông mấy anh tới tìm đặng về quê nội. Không biết quê nội mà cũng trông đợi hoài không thấy. Đi mấy đợt là về lúc đó, má rồi cái ngày bà già yếu rồi bà đâu có dẫn đi được. Ngày xưa cái phương tiện thì nó cũng khó. Khó khăn lắm. Dạ, xe cộ thì nó cũng không có giống như bây giờ. Vậy thông tin liên lạc, không có điện thoại giống như bây giờ, không có mạng nữa. Nên muốn gặp nhau thì cũng đâu phải là chuyện dễ đâu. Cái gì có khó trơn dập cách. Vậy lúc em đi về, em đi về ngoại á, là lúc đó bà nội còn. Bà nội còn, cái sau này chị xanh cũng bích rồi á, nội mất. Vậy hả? Ừ. Bích năm nay 42 tuổi rồi. Nhưng mà nội chết cũng ba mấy năm rồi à. Mấy chục năm rồi. Cũng lúc đó bà nội mới già nhưng mà bà còn mạnh khỏe lắm. Ừ. Em thì lúc đó em ở bên anh Út chứ ngủ với bà nội không à. Ừ. Bà thì ông ngủ cái ông đi luôn. Nằm ngủ chị đi luôn, không ai hay hết trơn luôn. Cái thằng em thứ tư ngủ mà con em toàn cái tấm hình này nè, mà không biết phải tấm hình của ba không. Tại vì tấm hình này là em giữ lâu lắm rồi nè. À, lúc đó có cái giấy khai tử nữa. Rồi bây giờ nó không có còn chữ nữa. Để đi vô tô lại cắt. Giờ không có giấy khai tử, à, khai tử đó, người ta không có giấy khai tử nữa với tấm hình này nè. Phải không? Chứng minh, ừ, chứng minh thư rồi đó nè. Cái này là Trương Trương Thế Hòa. Ừ, Trương Thế Hòa, trong giấy là Trương Thế Hòa, còn ngoài kia hai là. Em nghi nghi, em giữ hoài luôn nè, em nghi là. Giờ cô muốn ấy thì giữ hoài cái hình này ra. Hòa ra. Mấy giấy này nè, em đi cho người ta chụp hòa ra. Ổng chụp hồi đó còn trẻ, mà cũng cũng giống như bây giờ. Bên không, bên kia góc cao đó, góc cao nữa, đem lại so coi y hệt luôn. Vậy hả? Ừ, y hệt luôn, khác chút nào là lâu dữ lắm, lâu rồi lúc má gì chết nè, má còn giữ tấm hình này nè mà em nghi nghi mà không có biết phải không lạnh với bộ. Bởi này giấy này còn chồng quỷ lắm. Cái này cũng mà thắc mắc có cái tại sao ba thì họ Trương, ừ, em thì họ Quỳnh, nhưng mà về chển á không có khai sanh, không có giấy tờ gì trơn á. Rồi là má em á không biết là ba họ gì. Thì dạ. Thì không biết ba họ gì thì thành ra mà gì hả? À, chị hai của em á là họ Quỳnh. Ừ. Rồi mới lấy họ của chị hai luôn. Này lấy là anh Minh đã ảnh dạ mà. Anh Út anh á. Ờ, anh có điện cho chị một lần. Anh hỏi sao mà bắt hai á. Mấy anh đó họ Trương mà sao em họ Quỳnh. Thì chị mới kể cho anh nghe. Nhưng mà không có biết là ba chị họ Trương. Tới chừng chị lớn này chị mới thấy cái giấy khai tử với cái hình này nè. Chị mới cũng như là cũng nghi là ba chị. Nhưng mà không có dám khẳng định. Đó. Là mới sau này mới biết là ba họ Trương. Chứ lúc đầu không biết. Lúc đó nhỏ mà không biết ba họ Trương. Thành ra bây giờ nó khác họ rồi. Bây giờ giấy tờ làm rồi trơn rồi, bây giờ đâu có chỉnh sửa được chị. Chỉnh sửa làm gì nữa, kệ đi. Kệ bây giờ họ gì cũng được, nhưng mà mình cái thương mến với nhau là được rồi, quý rồi. Tại vì cũng hoàn cảnh không có kể đâu. Ừ, cũng vì hoàn cảnh bắt buộc rồi, xa quê, xa xứ, xa anh, xa em, xa dòng, xa họ. Trước tiên là biết được cái gốc gác cội nguồn của bên nội là mừng rồi. Dạ, biết được. Mặc dù là mặc dù là hiện nay thì nhìn lại thì các anh cũng đã, của chị, của cô nhìn cũng đã mất rồi. Nhưng mà dù sao thì cũng biết được cái nơi của mình đã từng sinh ra sinh sống thì nó vẫn còn gì một điều đó nó an ủi cho mình. Chị mong có nhiêu đó đó. Dạ. Mong một ngày nào chị sẽ tìm được bên nội, đặng biết
cội nguồn bên nội. Bữa nay là chị cũng ước nguyện của chị cũng cũng đã đạt rồi. Chị cũng mừng, chị cảm ơn hai em rất nhiều. Chị nói cảm ơn với những người mà đã chia sẻ những cái đoạn clip này á, cũng như là anh lúc anh đưa ở bên Canada, cái tên là anh Dân Nguyễn, tên Dân Nguyễn đã hỗ trợ cho em có thể kết nối với lại gia đình của mình. Thì thôi chắc em, tụi em cũng sẽ không có làm phiền cái không gian riêng tư để mình có những cái chuyện mình trao đổi riêng. Cho em là như thế này ha. Được về đây á thì có sự kết nối của anh Úc Anh ở Canada. Đây là cái địa phương của anh sinh sống luôn. Có dịp tìm về đây để cho chị có thể kết nối được với lại những người thân của mình sau gần 50 năm thất lạc. Thì cũng như em đã nói là cũng có những, đôi khi thì cái thời gian nó trôi nhanh quá, mà mình lại vì cái công việc làm mưu sinh á, mà mình lại nó quên đi cái thời gian để mà mình tìm lại người thân. Mà lúc đó muốn tìm cũng khó. Và ngày hôm nay nó đầy đủ những cái yếu tố duyên lành như thế này, thì chị Nhịn có thể về tìm được quê nội của mình. Thì cũng thay mặt xin cảm ơn anh Úc Anh ở Canada, cũng như là chân thành cảm ơn cô bác anh chị đã share đoạn clip này, có thể mọi người hiểu thêm. Và ngày hôm nay đến đây thì anh Úc Anh cũng đã có hỗ trợ cho em để cái chi phí để mà chở chị về đây. Đồng thời thì anh gửi cho chị là 8 triệu đồng để mà chị có thể sinh hoạt trong thời gian sắp tới, giữ đó để mà có thể nuôi mẹ của mình nè, rồi làm cái chi phí sinh hoạt cũng như đi đứng ha. Em gửi cho chị ha. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đây là cái phần quà của anh gửi cho mình. Thì chắc có lẽ là Bùi Hồ với lại Đạt cũng không có làm phiền cho gia đình nữa. Chia sẻ bao nhiêu đó cũng đều đủ hiểu về cái tình thân. Và để cho gia đình có sự riêng tư á, thì Bùi Hồ với lại Đạt cũng xin chân thành kết thúc cái đoạn clip này. Cảm ơn cô bác anh chị đã có thể chia sẻ những cái thước phim như thế này để cho những người thân có thể tìm lại được nhau. Và xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở clip sau. Trước khi kết thúc thì cảm ơn anh Úc Anh ở Canada đã hỗ trợ đồng hành cùng với Bùi Hồ cũng như tất cả các mạnh thường quân. Chị cũng có đôi lời để gửi đến anh Úc đã mà hỗ trợ cho Bùi Hồ đến đây để tìm lại bên nội, chứ hỗ trợ cho em 8 triệu để lo mà chi phí có tiền nuôi mẹ, chứ chi phí đi tới đi lui bên nội. Thì em cũng thành thật cảm ơn anh. Tí xíu nữa chị có thể đi mua hoa quả hay là gì đó để mình cúng các cậu cũng như là cho ba của mình. Cũng như là chị có thể ra giếng mộ ba vậy đó. Chị cũng qua clip này chị cũng cảm ơn các anh chị đã mà liên hệ với chị nặng cho biết bên nội. Thì chị cũng rất là cảm ơn, cũng không biết nói gì hơn, chỉ lời cảm ơn. Giờ về bên nội rồi là rất là mừng. Thì chị cũng cảm ơn hai em rất là nhiều. Chúc mừng gia đình mình đã đoàn tụ ha. Tôi cũng vậy, giờ cũng có gì mà để nói cho hết cái nỗi lòng. Giờ tôi cũng rất cảm ơn hai em, hai cháu đi lại tới đây dẫn em về tới gia đình, tới quê hương xứ sở. Tôi rất chân thành là cảm ơn. Rồi rất cảm ơn là Úc Anh ở bên nước ngoài đó. Rất cảm ơn Úc Anh nhiều. Mình không biết nói gì nhiều đâu. Dạ, chúc bà sức khỏe luôn, cô sức khỏe. Dạ. Rồi, cảm ơn hai cháu.